Hơn 5 thập kỷ trước, khi nhắc tới bóng đá Hà Lan, chúng ta sẽ ngay lập tức biết đến vùng đất như là nơi sản sinh ra muôn vàn tài năng mà rất nhiều trong số đó đã trở thành những tượng đài bất tử. Trong tâm trí của người hâm mộ những con người vĩ đại đến từ xứ sở hoa tulip, mang trong mình phong cách chơi mạnh mẽ nhưng vô cùng tinh tế, và Ruud Gullit chính là cầu thủ luôn được thế giới ghi nhận như một tiền vệ huyền thoại có lối chơi quyến rũ bậc nhất thời bấy giờ. Ruud Gullit là một trong những huyền thoại của bóng đá Hà Lan trưởng thành từ đường phố. Gullit sinh ngày 1 tháng 9 năm 1962 tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan, trong một gia đình dân nhập cư đến từ Suriname. Bố của ông, George Gullit, là giáo viên kinh tế học tại một ngôi trường địa phương, còn mẹ ông là Ria làm công việc trông coi viện bảo tàng. Thuở thiếu thời, Ruud Gullit tập hợp đám trẻ trong khu vực thành lập nên một đội bóng chuyên đi đá các giải phong trào để kiếm tiền. Tại Amsterdam, các câu lạc bộ đường phố phát triển rộng rãi và phổ biến như những món ăn đặc trưng của thủ đô vậy. Họ thường xuyên tổ chức các trận đấu bóng đá, trao đổi và chuyển nhượng cầu thủ y hệt các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Năm 1970, Ruud Gullit rời Mer Boys và gia nhập Amsterdam Oaks, câu lạc bộ danh tiếng nhất trong giới bóng đá đường phố, nơi mà ông đã gặp được huyền thoại, đồng thời cũng là đồng đội sau này của mình tại AC Milan, Frank Rijkaard. Năm 1975, Ruud Gullit chuyển đến đầu quân cho AFC Amsterdam trước khi được các quan chức Hà Lan đem về học viện bóng đá trẻ để mài giũa tài năng. Năm 1978, Ruud Gullit bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tại câu lạc bộ HFC Haarlem. Trong 3 năm chơi tại câu lạc bộ, Ruud Gullit là một trong những nhân tố chủ chốt giúp câu lạc bộ thăng hạng, quay trở lại hạng nhất Hà Lan và giành vé tham dự sân chơi châu lục Europa League. Khi HFC Haarlem kết thúc giải ở vị trí thứ tư, Ruud Gullit đã có cho mình 91 trận đấu, ghi tổng cộng 32 bàn. Chính sự xuất sắc này đã giúp Ruud Gullit ngay lập tức được gọi lên chơi cho đội tuyển quốc gia vào năm 1981. Màn trình diễn ấn tượng của ông trong màu áo HFC Haarlem giúp ông giành được sự quan tâm của rất nhiều các câu lạc bộ lớn. Tuy nhiên, khác với thế hệ trẻ tại, ông không chọn cập bến các câu lạc bộ lớn với niềm tơ tưởng về danh vọng để rồi tài năng bị chôn vùi vĩnh viễn. Thay vào đó, Ruud Gullit rời HFC Haarlem để đến chơi cho Feyenoord, nơi mà ông đã có vinh dự khi được chơi bóng bên cạnh một huyền thoại của những huyền thoại khác, đó là Johan Cruyff. Tại Feyenoord, Ruud Gullit tỏa sáng rực rỡ ở vị trí tiền vệ tấn công bên cạnh sự dẫn dắt của những người đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Ông cũng góp công vào cú đúp danh hiệu quốc nội trong mùa giải thứ hai chơi cho câu lạc bộ. Sau 3 năm, Gullit đã chơi tổng cộng 85 trận và ghi được 30 bàn. Nhưng những mâu thuẫn giữa ông và ban giám đốc của câu lạc bộ đã buộc ông phải rời khỏi Feyenoord vào mùa bóng năm sau. Ruud Gullit khăn gói ra đi và cập bến PSV Eindhoven. Ông giúp câu lạc bộ này giành được 2 danh hiệu quốc nội liên tiếp. Bản thân Gullit cũng ghi được tổng cộng 46 bàn thắng trong 2 mùa bóng và nổi lên như một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc bậc nhất châu Âu trong khoảng thời gian ông khoác áo câu lạc bộ này. Khi duyên nợ đến AC Milan, thế lực đáng gờm nhất bóng đá lục địa già lúc bấy giờ đã đem ông về San Siro với mức giá chuyển nhượng kỷ lục, hơn 6 triệu bảng, biến ông trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lúc bấy giờ của đội bóng sọc đỏ đen. Tại AC Milan, Ruud Gullit tái ngộ Frank Rijkaard và gặp gỡ siêu tiền đạo đồng hương Marco Van Basten. Chơi ở sau lưng ông còn là 2 cái tên huyền thoại khác của bóng đá Ý, Franco Baresi và Paolo Maldini. Với một bộ khung trong mơ như vậy, AC Milan nghiễm nhiên trở thành bá chủ châu Âu những năm cuối của thập niên 80 đầu thập niên 90, thâu tóm mọi danh hiệu từ quốc nội cho đến châu lục. Ruud Gullit cùng Rossoneri thống lĩnh giải đấu Serie A với 3 chiếc cúp Scudetto và 4 chiếc siêu cúp trước khi giành được 2 chiếc cúp danh giá Champions League vào mùa giải 88-89 và 89-90. Tiếp sau đó, AC Milan tiếp tục chứng tỏ sự bá đạo của mình với 2 chiếc cúp liên lục địa năm 90 và 91 kèm 2 siêu cúp châu Âu. Năm 1987, Ruud Gullit bước lên đỉnh cao của vinh quang khi trở thành cầu thủ có vinh dự được nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Sau 6 năm chinh chiến khắp nơi cùng AC Milan, Ruud Gullit rời câu lạc bộ để đến đầu quân cho Sampdoria, một đại diện đến từ nước Ý. Ông ngay lập tức tạo nên tầm ảnh hưởng của mình khi giúp Sampdoria giành được danh hiệu Coppa Italia trong mùa giải đầu tiên và cũng là duy nhất với họ. Một năm sau đó, Ruud Gullit tái gia nhập Rossoneri một thời gian ngắn rồi tiếp tục quay trở lại Sampdoria trước khi đáp chuyến bay đến London, đi tìm những thử thách mới. Năm 1995, Ruud Gullit gia nhập Chelsea và chơi với vai trò cầu thủ kiêm huấn luyện viên cho đội bóng. Điều này cũng giúp ông trở thành người Hà Lan đầu tiên dẫn dắt một câu lạc bộ bóng đá Anh. Một năm sau đó, Ruud Gullit cùng đội bóng giành được FA Cup, thỏa mãn cơn khát danh hiệu hơn 26 năm qua của The Blues.
Tuy nhiên với cá tính mạnh mẽ của mình, Ruud Gullit trở thành cái gai trong mắt những quan chức lãnh đạo đội bóng và họ buộc ông phải khăn gói ra đi. Rời Chelsea, Ruud Gullit tiếp tục kinh qua nhiều đội bóng nữa, có thể kể đến như Newcastle United, Feyenoord, LA Galaxy. Bản thân ông cũng có một năm rưỡi làm quản lý cho một câu lạc bộ thuộc Russian Premier League. Tuy nhiên ông cũng sớm rời khỏi những vị trí công tác này do thành tích nghèo nàn hoặc xung đột với đồng nghiệp và các cầu thủ. Trong màu áo của đội tuyển quốc gia, Ruud Gullit lần đầu ra sân thi đấu quốc tế trong trận gặp Thụy Sĩ. Cơn lốc màu da cam gây thất vọng khi họ không thể tham dự World Cup 1982 và Euro năm 1984. Tuy nhiên, tại Euro 1988 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Năm đó Hà Lan với tập thể hùng cường cùng cây đinh ba đáng sợ bậc nhất thế giới thời điểm bấy giờ là Ruud Gullit, Marco van Basten và Frank Rijkaard đã cuốn phăng mọi đối thủ trên đường đến chức vô địch châu Âu năm đó. Trong trận chung kết với Liên Xô, Ruud Gullit là người đã bấm bóng cho Marco van Basten thực hiện cú volley tuyệt đẹp vào lưới của thủ môn đối thủ. Ruud Gullit cũng kịp thời ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Hà Lan giúp đội bóng lên ngôi vô địch Euro 1988. Chiếc cúp vô địch châu Âu năm 1988 là minh chứng cụ thể nhất cho sức mạnh vô địch của triết lý bóng đá tổng lực mà Hà Lan từng một thời làm say đắm biết bao con tim yêu lối chơi tấn công đẹp mắt. World Cup năm 1990, Hà Lan thi đấu thất vọng và dừng chân trước nhà vô địch Tây Đức tại vòng 1/8. Ngay sau đó, Hà Lan cũng nhanh chóng lỡ hẹn với Euro 1992. Cơn lốc màu da cam dù có một khởi đầu khá mỹ mãn nhưng họ đã không thể nào vượt qua được hiện tượng của giải đấu. Đồng thời cũng là nhà vô địch năm đó là Đan Mạch. Năm 1993, Ruud Gullit giã từ đội tuyển quốc gia sau khi gây nên mối bất đồng với huấn luyện viên trưởng đội tuyển là Dick Advocaat. Ruud Gullit đã chơi hơn 350 trận đấu và ghi 130 bàn thắng trong suốt cả sự nghiệp đỉnh cao của mình và cũng giành được vô số danh hiệu. Một cúp vô địch châu Âu, 3 đĩa bạc Hà Lan, 1 cúp Hà Lan, 3 Scudetto, 4 siêu cúp Ý, 1 Coppa Italia, 2 Champions League, 2 Europa League, 1 siêu cúp bóng đá châu Âu, 1 cúp liên lục địa cùng những danh hiệu cá nhân cao quý mà điển hình là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Năm 2004, trong lễ kỷ niệm 100 năm FIFA, Ruud Gullit được Liên đoàn bóng đá thế giới điền tên vào danh sách 125 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ruud Gullit có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, nóng nảy và đôi khi được miêu tả là tự cao hay ngạo mạn. Những điều này khiến ông gặp thất bại trong sự nghiệp cầm quân tại các câu lạc bộ. Tuy nhiên mọi thứ đã không còn quá quan trọng khi trong sự nghiệp cầu thủ, Ruud Gullit đã gặt hái được sự thành công mỹ mãn. Thế hệ trẻ chúng ta ngày nay chỉ có thể được theo dõi những bức tranh dũng mãnh của tiền vệ tấn công huyền thoại người Hà Lan thông qua những thước phim trên YouTube mà thôi. Tuy nhiên đó cũng là đủ để giúp chúng ta có thể hình dung được một Ruud Gullit không chỉ là một biểu tượng của huyền thoại, mà ông còn là hiện thân của một thời tuổi trẻ những năm 80-90 thế kỷ trước, cổ điển, nồng nhiệt, ngang tàn và đầy hoài niệm.